Vâng, mến chào anh chị quý vị và các bạn. Chào mừng anh chị quý vị và các bạn đã trở lại với channel của Game Béo. Và hôm nay em xin được giới thiệu tới anh chị một chiếc Toyota Fortuner 2 cầu. Một chiếc xe gầm cao, đa dụng, bền bỉ và cực kỳ lành và rất lâu mới phải thay đồ hay là cực kỳ bền lành. Anh chị thay đồ rất là rẻ. Đấy. Không phải rẻ mà rất là kinh tế, chiếc xe là kinh tế. Và chiếc xe này 2 cầu nhá, mang tên tư nhân Biển Tình ạ. Hai cầu, sản xuất năm 2017, Toyota Fortuner màu trắng đó. Chiếc xe màu rất là hút mắt đúng không ạ, Việt Nhật đó. Toyota Fortuner nào, chúng ta cùng khám phá chiếc xe này nhé. Đấy, beam led 2017, đèn gầm vẫn là đèn gầm halogen, mặt ca lăng thanh ngang, ủa sổ đẹp quá đi. Đó. Sở hữu bộ mâm rất là đẹp, mâm phay. Anh chị nhìn này, mâm gầm cao, hai cầu nhé, mình có thể đi một cầu hay hai cầu. Đây là bản 3.0 Toyota Fortuner. Đó. Màu trắng ngọc trai. Về xe về thì em chỉ có spa lại một chút. Nó xe cực kỳ đẹp. Spa lại một chút thôi mà nó đã long lanh như này rồi. Đấy. Cực mê luôn. Cụm đèn hậu này. Đấy. Cốp điện nha. Thay đây là cái ốp này. Hàng ghế thứ ba vẫn là chỉnh cơ nha. Hàng ghế thứ ba chỉnh cơ. Sàn vẫn tất cả nghe. Tất cả mọi thứ bác chủ để lại em vẫn để nguyên bản. Đó. Chiếc xe đẹp long lanh. 2017 nhé. Cho anh chị xem phần động cơ này. Vâng, đây là phần động cơ của xe này. Về em cũng spa lại một chút. Động cơ nguyên bản của xe. Xe bên em bán ra là cam kết với khách hàng không đâm đụng ngập nước. Máy móc nguyên bản. Không vướng giấy tờ pháp lý. Không tranh chấp. Wow. Anh nhìn này. Có bộ máy cực khỏe 3.0. Nguyên bản. Zin đến từng con ốc. Đây có phần nắp chống, làm chống ồn này. Nắp capo cực kỳ nặng. Đây nhé. Phần lệ khóa đây. Đó. Được rồi. Đây. Có. Nắp capo chắc nịch, máy móc nguyên bản nhé. Đấy. Em cam kết với anh chị là về chất lượng xe. Đây, từ mình nhìn từ phần trong này, tất cả những chi tiết đều được giữ nguyên bản. Đấy. Vẫn còn rất là mới tinh, mới cóng luôn. Tắt cảm biến lùi hay là mở cốp. Cửa khóa rồi. Đấy. Phần ghế da này. Phần ghế da này.
Đấy, tất cả những nút bấm ở đây có chế độ cruise control này. Đấy, mình đi đường dài được, sẽ không bị mỏi. Cứ thả chân ra bật cruise control là nó tự động đi. Đấy, rất là tuyệt vời. Đàm thoại rảnh tay, tăng chỉnh âm lượng. Màn hình thông số ở đây. Rất là đơn giản dễ dùng. Bền lành. 2017. Đó. Fortuner. Con này là có chế độ dừng nhá. Dừng ở đèo dốc, hỗ trợ dừng đèo dốc. Đấy. Đã chạy 2,1 vạn km. Ôi trời. 2 vạn 1. Một con xe 2017. Số. Quá là phê luôn. Đấy. Màn hình zin nguyên bản theo xe. Đấy. Và đặc biệt ở đây này. Đấy. Hỗ trợ ở vạch ngang dốc này. Đấy. Hai cầu này. Cảnh báo lực cầm hỗ trợ chống chân trượt này. Đấy. Hai cầu nhá. Anh chị mình có thể về nờ và vặn bạn sang chế độ hai cầu để đi đường đồi núi. Nếu mà đi trong đường bằng thì thôi chả cần dùng đâu. Đầy đủ những sạc kết nối điện thoại, đấy, tai nghe hay là tàu. Đấy, tàu cắm tàu ở đây mình có thể sạc bơm lốp hay là sạc điện thoại thoải mái. Chìa khóa theo xe nha. Đó. Trời. Điều ngoài vùng. Đây là cần số này. Cần số này chẳng khỏi nói. Giờ lại chế độ eco này. Power mode. Sure. Một chiếc xe gầm cao. 2017 chạy có 2 vạn km. Đó, hàng ghế sau này. Đó. Cửa gió bình thường kiểu gió điều hòa đây. Chiếc này sẽ cửa gió điều hòa ở đây này. Và đằng sau nữa. Đó. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba là ở đây. Đó. Ghế sau chúng ta gập cơ. Nội thất da nâu da bò. Đó. Nâu da bò. Chiếc xe cực kỳ rộng rãi, gầm cao. Gầm cao may thoáng ở đây đúng không ạ? Được trang bị loa. Đây loa tường thôi. Đấy. Tuy nhiên là vẫn đủ, gọi là đủ dùng. Có thể chỉnh điều hòa nhiệt độ ở đây này. Điều hòa. Chúng ta có điều hòa 4 vùng nha. Đây là phiên bản phun kịch của chiếc xe này rồi đấy ạ. Toyota Fortuner. Tất cả đều zin. Xe đẹp, đều xe, chất. Đầy đủ lốp sơ cua nha. Chị để chiếc xe chất. Em xin được tổng hợp lại chiếc xe này nhé. Đây là chiếc Toyota Fortuner phiên bản 2 cầu. Chiếc này 2 cầu 3.0. Chiếc này mang tên tư nhân biển tên tư nhân biển tỉnh. Và em đang chào bán là 889 triệu. Và sản xuất năm 2017 ạ. Anh chị có nhu cầu hay là quan tâm đến chiếc xe này cứ alo em nhé. Số điện thoại em sẽ để dưới màn hình. Đó. Cảm ơn anh chị, hẹn anh chị ở những bản tin tiếp theo. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.